chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan, chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ, the best of life. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc, với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán thính giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi kính mời quý vị bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022. Và sau đây là các bản tin chính. Cựu Tổng thống Trump đệ đơn yêu cầu tới cao pháp viện can thiệp vụ giải quyết hồ sơ mật. Số lượng việc làm cần người tại Mỹ giảm 1 triệu trong tháng 8. Tòa Bạch Úc nỗ lực vận động khối OPEC Plus hoãn việc cắt giảm sản lượng dầu. Công ty Micron sẽ xây dựng nhà máy sản xuất chip điện tử tại New York. Tin nhắn và các đoạn ghi âm về âm mưu vũ trang của nhóm Oath Keepers. FAA yêu cầu thêm thời gian nghỉ ngơi cho các tiếp viên hàng không. Elon Musk phục hồi đề nghị mua lại Twitter với giá 44 tỷ nhằm tránh né vụ kiện. Công ty Internet Nam Hàn mua lại nền tảng Postmark với giá trên 1 tỷ Mỹ Kim. Và đó là các tin mà chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Phần tin chi tiết sẽ mở đầu với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, mở đầu phần tin ngày hôm nay là bản tin liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump. Đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống đã đệ đơn kháng cáo khẩn cấp tại tòa án tối cao vào ngày hôm nay thứ ba, để yêu cầu các thẩm phán xem xét lại một phần của lệnh mà tòa án phúc thẩm đã giải quyết các tài liệu mật bị thu giữ ở bất động sản Mar-a-Lago của ông vào hồi đầu tháng 8. Kháng cáo này được đưa ra vài ngày sau khi một hội đồng gồm có 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm Hoa Kỳ có trụ sở tại Atlanta, tòa số 11, cho biết là các nhà điều tra có thể giữ lại một số các tài liệu mật và xem xét chúng như là một phần của cuộc điều tra hình sự. Các tài liệu tòa phúc thẩm lý luận thuộc về chính phủ chứ không phải của tổng thống. Các luật sư của cựu tổng thống Trump đã tập trung vào một khía cạnh của phán quyết trong đơn kháng cáo của họ lên tòa án tối cao, đó là liệu một luật sư đặc biệt độc lập được chỉ định để xem xét số tài liệu bị thu giữ tại Mar-a-Lago cũng có thể được xem xét các tài liệu mật khác hay không. Cựu tổng thống Trump thì nói với tòa án là cần phải xem xét độc lập nó để xác định xem liệu là các tài liệu mang dấu phân loại trên thực tế có đã được phân loại hay không. Chưa rõ ngay lập tức thì việc xem xét các tài liệu này sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu như phía các luật sư của cựu tổng thống thắng đơn này, và Bộ Tư pháp chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Bất kỳ các giới hạn nào về việc xem xét toàn diện và minh bạch các tài liệu bị thu giữ trong cuộc đột kích bất thường vào tư dinh của tổng thống đều có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống công lý của chúng ta. Luật sư của cựu tổng thống Trump đã viết như thế trong hồ sơ. Vụ kiện tụng bắt nguồn từ cuộc khám xét của lực lượng FBI diễn ra vào ngày 8 tháng 8 đối với dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Trump tại Florida. Và việc này là một phần trong cuộc điều tra liên bang liên quan đến cáo buộc là tổng thống, cựu tổng thống đã lấy tài liệu mật từ tòa Bạch Ốc khi rời khỏi nhiệm sở. Một tòa án quận đã cấm các nhà chức trách xem xét 11.000 tài liệu và chỉ định một chuyên gia đặc biệt để có thể đánh giá liệu cựu tổng thống có thể giữ một số giấy tờ khỏi tay chính phủ hay không. Tòa phúc thẩm đã ngăn chặn một phần nhỏ nhưng quan trọng của quyết định này và phán quyết là các nhà điều tra tội phạm có thể vẫn tiếp tục được xem xét và sẽ không phải giao cho người cho vị luật sư đặc biệt mà đã được chỉ định. Khoảng 100 tài liệu được đánh dấu là đã được phân loại. Trong khi đó thì 2 trong số 3 thẩm phán tòa phúc thẩm đã được cựu tổng thống Trump đề cử, người thứ 3 do cựu tổng thống Barack Obama đề cử, và quyết định này sau đó đã được thông qua với việc là cựu tổng thống là người luật sư đặc biệt đó có quyền tham khảo tất cả các giấy tờ hồ sơ mật. Tuy nhiên, bây giờ thì đội ngũ luật sư của cựu tổng thống lại phản kháng cái luật này và đơn đã đệ nạp một cách khẩn cấp lên tối cao pháp viện trong ngày hôm nay. Thế đến là bản tin liên quan đến số lượng việc làm cần người tại Mỹ đã giảm hơn 1 triệu trong tháng 8 vừa qua. Có ít nơi hơn ở nước Mỹ tìm nhân viên trong tháng 8 vừa qua.
Hôm thứ Ba, thì Cục Thống kê Lao động đã báo cáo có 10 triệu 100 ngàn việc làm đang tìm người trong tháng 8. Đó là mức giảm hơn 1 triệu vị trí tìm người so với tháng 7 và là con số thấp nhất kể từ tháng 6 của năm 2021. Cục Dự trữ Liên bang có thể hài lòng với một thị trường lao động thu hẹp hơn và các nhà phân tích cho rằng lĩnh vực việc làm thắt chặt sẽ có khả năng làm tăng lương và thúc đẩy lạm phát. Tỷ lệ số việc làm mở của Mỹ giảm nhiều nhất trong gần 2 năm rưỡi vào tháng 8 và cho thấy thị trường lao động đang bắt đầu hạ nhiệt khi nền kinh tế vật lộn với lãi suất cao hơn nhằm làm giảm nhu cầu và nhằm kiềm chế lạm phát. Mặc dù là tháng thứ 5 giảm số lượng việc làm trong năm nay được Bộ Lao động báo cáo trong khảo sát việc làm và doanh thu lao động hoặc là bản báo cáo viết tắt là JOLTS, ngày thứ 3 các vị trí tuyển dụng vẫn trên 10 triệu trong tháng 14 liên tiếp. Bản báo cáo trong tháng 8 cũng cho thấy có gần 1.7 vị trí tuyển dụng dành cho mỗi người thất nghiệp đang tìm việc làm. Con số này cũng đã giảm nhẹ so với tháng 7. Sự sụt giảm của tháng 8 là lớn nhất kể từ tháng 4 của năm 2020 khi mà nền kinh tế Mỹ đang quay cuồng với làn sóng đầu tiên của đại dịch COVID-19. Số việc làm cần người giảm chủ yếu là trong ngành chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội với mức giảm là 236.000. Có ít hơn 183.000 việc làm trong các ngành dịch vụ khác, trong khi các vị trí tuyển dụng giảm 143.000 trong ngành thương mại bán lẻ. Số việc làm cần người ít hơn cũng được báo cáo trong các hoạt động tài chính, chuyên nghiệp cũng như là giải trí và trong ngành khách sạn. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phát động một chiến dịch gây áp lực toàn diện trong một nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn cản các đồng minh của Hoa Kỳ, các quốc gia Trung Đông nằm trong khối OPEC để ngăn chặn việc cắt giảm đáng kể sản lượng dầu, theo nhiều nguồn thạo tin đã cho biết. Sự nỗ lực này diễn ra trước cuộc họp quan trọng của OPEC Plus sẽ được diễn ra vào ngày mai thứ Tư. Nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ quốc tế được cho là sẽ tuyên bố cắt giảm đáng kể sản lượng trong nỗ lực tăng giá dầu. Và điều này sẽ khiến cho giá xăng Hoa Kỳ gia tăng vào thời điểm bấp bênh đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Đó là chỉ còn có khoảng 5 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhiều ngày qua thì các cao quan chức cao cấp nhất là về năng lượng, kinh tế và chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden đã vận động các đối tác nước ngoài của họ ở trong các khối quốc gia đồng minh Trung Đông, bao gồm các quốc gia Kuwait, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập cần phải bỏ phiếu để chống cắt giảm sản lượng dầu. Các thành viên của tập đoàn dầu mỏ do Ả Rập Saudi dẫn đầu và các đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC Plus, dự kiến sẽ thông báo cắt giảm sản lượng của họ và con số có thể lên tới hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Đây sẽ là một mức cắt giảm lớn nhất kể từ đầu đại dịch và có thể đưa đến việc là giá xăng dầu sẽ gia tăng một cách mạnh mẽ trong thời gian tới. Các thành viên một số điểm trong dự thảo đã được Tòa Bạch Ốc chuyển đến Bộ Tài chính vào ngày thứ Hai mà CNN thu được. Nó đã đưa ra một viễn cảnh là việc cắt giảm sản lượng này sẽ là một thảm họa toàn diện. Và họ lên tiếng cảnh báo đây có thể bị xem là một hành động thù địch đối với Hoa Kỳ. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết là điều quan trọng là tất cả mọi người đều nhận thức được mức độ trách nhiệm của nó cao như thế nào và ảnh hưởng của nó sẽ ra sao. Trong khi một quan chức Hoa Kỳ khác thì cho biết Tòa Bạch Ốc hiện nay có vẻ như rất đang lo sợ, đồng thời mô tả nỗ lực mới nhất này của chính quyền là để có thể cởi bỏ găng tay. Một thuật ngữ. Theo một quan chức Tòa Bạch Ốc thì các nội dung thảo luận đang được các nhân viên soạn thảo và trao đổi và chưa được lãnh đạo Tòa Bạch Ốc thông qua hoặc sử dụng với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy đây rõ ràng là một điểm yếu của chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện nay, nhất là trong cuộc bầu cử giữa kỳ đang tiến đến thật gần. Giá xăng trong những ngày vừa qua đã tiếp tục gia tăng, và nếu như việc ngày mai OPEC thông báo rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng trên 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, thì điều này chắc chắn sẽ tác động một cách mạnh mẽ đến kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới đây tại Hoa Kỳ. Sang các bản tin liên quan đến chip điện tử, thưa quý vị. Công ty Micron sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất chip điện tử tại New York. Một nhà máy sản xuất chất bán dẫn khổng lồ sắp xuất hiện tại ngoại ô của thành phố New York. Công ty Micron có trụ sở tại Idaho cho biết rằng họ có kế hoạch đầu tư lên đến 100 tỷ Mỹ Kim để xây dựng cơ sở chế tạo chất bán dẫn lớn nhất ở Hoa Kỳ. Micron cho biết nhà máy mới sẽ được xây dựng tại Syracuse, cách khoảng 15 dặm
của từ New York City và nó sẽ tạo ra gần 50.000 công việc làm trong hai thập niên tới. Công việc chuẩn bị địa điểm sẽ bắt đầu vào năm tới và việc xây dựng dự kiến là sẽ bắt đầu vào năm 2024. Hành động này diễn ra sau nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng sản lượng chip điện tử sản xuất trong nước trong bối cảnh thiếu hụt chip bán dẫn trên toàn cầu và cũng để giảm bớt sự phụ thuộc vào sản xuất chip điện tử nước ngoài từ châu Á. Những con chip này là khối xây dựng cần thiết cho điện thoại thông minh, xe cộ và máy điện toán. Vào tháng 8, Micron đã công bố kế hoạch đầu tư 40 tỷ Mỹ Kim cho đến cuối thập niên này để xây dựng ngành sản xuất bộ nhớ theo nhiều giai đoạn tại Hoa Kỳ. Sự thúc đẩy đầu tư vào chip điện tử mới xuất hiện sau khi Tổng thống Joe Biden ký đạo luật khoa học và chip vào tháng 8, cung cấp 52,7 tỷ Mỹ Kim trợ cấp cho lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu chip bán dẫn của Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với Trung Quốc. Cuối tháng đó, thì Intel Corp và Brookfield Asset Management của Canada đã đồng ý tài trợ chung lên đến 30 tỷ Mỹ Kim cho các nhà máy sản xuất chip ở Arizona. Hôm thứ Ba, Tổng thống Biden đã ca ngợi việc đầu tư vào ngành sản xuất của Micron là một chiến thắng nữa cho nước Mỹ và sẽ tạo ra hàng chục ngàn công việc được trả lương cao. Cổ phiếu của Micron đã tăng 3.1% cho phiên giao dịch đầu ngày trong bối cảnh mức tăng rộng lớn hơn. Giám đốc điều hành Micron là Sanjay Mehrotra hồi tuần trước đã cho biết công ty Micron đã giảm đáng kể vốn đầu tư và sẽ giảm hơn 30% và khoảng 8 tỷ Mỹ Kim cho năm tài chính 2023 do nhu cầu về máy điện toán cá nhân, PC và điện thoại thông minh chậm lại. Vài tiếng đồng hồ sau khi cuộc bầu cử năm 2020 đã được gọi chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden, thì Stuart Rhodes là lãnh đạo của nhóm cực hữu Oath Keepers bắt đầu nói với các cộng sự của mình trong một thông điệp nhất quán. Chúng ta phải gây áp lực để buộc Donald Trump thực hiện các bước đặc biệt để duy trì quyền lực, chữ trong nguyên văn. Và nếu như ông ấy không làm như vậy, thì Oath Keepers sẽ tự làm điều này, anh ta nói. Các công tố viên đã đánh dấu các thông điệp của Rhodes được gửi đi vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, cho hai nhóm, một nhóm được gọi là lãnh đạo cũ và nhóm còn lại là những người bạn của Stone, Friends of Stone, ám chỉ đến những người thân tín của cựu Tổng thống Donald Trump vào lúc đó là ông Roger Stone. Sự bảo vệ cuối cùng tùy thuộc vào chúng ta và những khẩu súng của chúng ta, Rose đã gửi đến cái kênh Friends of Stone. Ông Trump có nhiệm vụ đứng vững, nhưng cho đến nay chúng ta thấy dường như điều này không xảy ra. Và Rhodes đã nói thêm, ông Trump có một cơ hội cuối cùng ngay bây giờ để có thể đứng vững, nhưng ông ấy sẽ cần chúng ta và cả những khẩu súng trường của chúng ta. Nhưng liệu cuối cùng là ông ấy có hành động hay không? Vì vậy, chúng ta sẽ thúc đẩy ông ấy để cuối cùng có thể thực hiện được hành động quyết định. Đó là những việc mà chúng ta cần phải làm bây giờ, và sau đó nếu như ông ta vẫn từ chối làm nhiệm vụ của mình, chúng ta sẽ phải thực hiện phần việc của chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ làm như vậy. Các thông điệp đã nhấn mạnh rằng trước khi cựu Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch cho bất kỳ hành động nào làm gián đoạn việc chuyển giao quyền lực vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, Rhodes đã tập hợp những người ủng hộ để phản đối chính quyền Biden sắp tới và đề cập đến hành động vũ trang tiềm năng để ngăn chính quyền mới nắm quyền. Các công tố viên đã sử dụng những giờ đầu tiên trong phiên tòa đầy tham vọng của Rhodes và bốn thủ lĩnh của Oath Keepers. Đây là một vấn đề quan trọng mấu chốt xuất hiện sau cuộc tấn công diễn ra ngày 6 tháng Giêng tại Điện Capitol. Phiên tòa tuy chỉ bước sang ngày thứ hai, nhưng sức nóng của nó đã làm ảnh hưởng đến giới truyền thông Hoa Kỳ rất lớn và người ta đã liên tiếp đưa ra những tin tức từ cuộc xử này. Và chắc chắn trong ngày mai sẽ còn nhiều biến chuyển liên quan đến các hoạt động của Oath Keepers trong thời gian vào ngày bạo lực trước và sau ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Cơ quan FAA yêu cầu thêm thời gian nghỉ ngơi cho các tiếp viên giữa các chuyến bay. Tiếp viên hàng không sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn giữa các chuyến bay. Các quan chức của cơ quan hàng không liên bang, tức là FAA, thông báo về sự thay đổi vào ngày thứ Ba. Đó là tin đáng mừng cho các công đoàn phi hành đoàn, những người đã phải chiến đấu để có thời gian nghỉ ngơi cần thiết giữa các chuyến bay. Công đoàn cho biết các tiếp viên hàng không đã mệt mỏi và làm việc quá sức sau khi phải làm việc liên tục trong khoảng 14 giờ đồng hồ. Các hãng hàng không đã nhận thức được sự thay đổi sắp tới và FAA đã tổ chức một cuộc họp báo ngày thứ Ba tại phi trường quốc gia Reagan để công bố tin này.
FAA đã thông báo rằng họ đã hoàn thiện một quy tắc để bảo đảm các tiếp viên hàng không được nghỉ ngơi không dưới 10 tiếng đồng hồ giữa các chuyến bay. Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu tăng cường thời gian nghỉ ngơi trong quá trình tái ủy quyền của FAA vào hồi năm 2018 và cơ quan FAA đã công bố quy tắc được đề nghị gần một năm trước. Theo quy định thì tiếp viên hàng không được nghỉ tối thiểu 10 giờ liên tục khi họ dự kiến phải làm việc từ 14 giờ trở xuống. Luật cho phép không giảm thời gian nghỉ ngơi trong bất cứ trường hợp nào. Cho đến nay thì quy tắc yêu cầu 9 giờ nghỉ ngơi giữa các ca làm việc của các tiếp viên hàng không và thậm chí điều đó có thể giảm xuống còn 8 giờ trong một số trường hợp. Còn phi công thì đã được bảo đảm họ được 10 giờ nghỉ ngơi giữa các chuyến bay. Tỷ phú Elon Musk trong ngày hôm qua thứ hai đã phục hồi một quyết định để có thể thương thảo lại việc mua công ty Twitter Incorporated với giá ban đầu là 54.20 cent một cổ phiếu. Phản bác lại các nỗ lực của chính ông ấy để từ bỏ thỏa thuận này và có khả năng sẽ đưa ông ta để ra trước một phiên tòa gây tranh cãi. Tỷ phú Musk đã đưa ra đề nghị này trong một bức thư gửi đến Twitter vào ngày hôm qua thứ hai. Theo một hồ sơ gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã xác nhận trong một báo cáo của Bloomberg, cổ phiếu của Twitter sau đó đã gia tăng 22% lên 52 Mỹ Kim vào lúc nó đóng cửa tại New York vào chiều ngày hôm qua. Twitter có trụ sở tại San Francisco cho biết là họ đã nhận được bức thư và dự định sẽ kết thúc thỏa thuận này với mức giá đã thỏa thuận trước đây và không đưa ra bất kỳ lời bình luận cụ thể về cách họ sẽ trả lời cho ông Elon Musk. Đối với Twitter, việc tiếp tục thực hiện kế hoạch của Musk sẽ mở ra một tương lai dưới thời của một tỷ phú mà được xem là một người lanh lợi, người đã dành nhiều tháng để lên tiếng công khai chỉ trích cách quản lý của Twitter và đặt câu hỏi về giá trị của nó, đồng thời thay đổi suy nghĩ của mình một cách nhanh chóng. Điều này cũng có nghĩa là các tuyên bố gây tranh cãi của ông ta, thí dụ như là Twitter đang nói dối về tỷ lệ phần trăm những người dùng và bên cạnh đó là những người không có khả năng bị xem xét kỹ lưỡng trước tòa án pháp luật, thì những cái điều đó là những điều không có thật. Tỷ phú Musk đã cố gắng trong nhiều tháng để có thể kết thúc hợp đồng mua lại Twitter đã được ký vào hồi tháng 4 và ông ấy đã có dấu hiệu hối hận của một người mua ngay sau khi thỏa thuận đã được công bố và Twitter đã cáo buộc là ông ấy đã đánh lừa về quy mô mà người các cơ sở và kể cả những khả năng của người dùng của nó, đồng thời cộng với sự phổ biến của các tài khoản tự động được gọi là bot của Twitter. Ông Musk đã chính thức từ bỏ thỏa thuận này vào hồi tháng 7 và Twitter đã kiện ông ta tại tòa án Delaware Chancery để buộc ông ta phải tiếp tục mua. Và có vẻ như thấy rằng mình đã không tránh được cái việc xuất hiện trước một phiên tòa. Nay thì tỷ phú Elon Musk lại đề nghị tái phục hồi việc thương thuyết để mua lại Twitter với giá là 44 tỷ Mỹ Kim. Đây chắc chắn là sẽ là một câu chuyện còn nhiều tiếp diễn trong thời gian sắp tới. Và bản tin sau cùng trong chương trình hôm nay liên quan một điều rất là đặc biệt, đó là trong thời kỳ Covid-19 có rất nhiều người bị nhốt ở nhà vì lệnh phong tỏa xã hội. Và họ làm gì? Họ lục tủ quần áo cũ để tìm xem có những cái gì không còn mặc nữa, có thể sẽ không bao giờ đụng tới nữa. Họ đem bán trên một cái nền tảng xã hội tên là Poshmark. Và ngày hôm nay thì công ty Internet của Nam Hàn đã mua lại Poshmark với giá trên 1 tỷ Mỹ Kim. Poshmark sẽ ghi dấu ấn trên thế giới, ít nhất đó là theo kế hoạch. Nền tảng này đã cho phép khách hàng mua và bán mọi thứ từ quần áo cho đến đồ điện tử cũ và vừa được công ty Internet khổng lồ của Nam Hàn mang tên Naver mua lại với giá 1.2 tỷ Mỹ Kim. Người đứng đầu Poshmark cho biết hành động này sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu của công ty. Thị trường bán lại quần áo và dụng cụ điện tử cũ hiện nay đang phát triển. Nó đã đạt được tăng trưởng trong năm 2020 bởi vì những người mua sắm có ý thức về môi trường. Rồi sau đó lĩnh vực này bùng phát trong đại dịch Covid-19 khi mọi người bị kẹt trong nhà vì lệnh phong tỏa xã hội và họ bắt đầu dọn dẹp tủ quần áo của họ. Naver thì vận hành công cụ tìm kiếm, nền tảng thương hiệu điện tử và các dịch vụ khác ở Nam Hàn và cho biết thỏa thuận này sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của Naver trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, đồng thời cho phép Poshmark thâm nhập vào thị trường quốc tế. Poshmark là một trang bán lẻ trực tuyến phổ biến cho phép mọi người mua sắm từ tủ quần áo của những người dùng khác. Công ty ra mắt công chúng hồi tháng Giêng năm 2021 với giá 42 Mỹ Kim một cổ phiếu, tung ra thị trường vào thời điểm mua sắm trực tuyến đang tăng mạnh do đại dịch Covid-19 và lúc các nhà đầu tư đang đổ xô vào cổ phiếu công nghệ. Kể từ đó, cổ phiếu đã giảm mạnh cùng với phần còn lại của ngành công nghệ.
Thỏa thuận này góp phần củng cố thị trường quần áo cũ gần đây. SC đã mua lại ứng dụng bán lại thời trang Depop với giá là 1.62 tỷ Mỹ Kim hồi năm ngoái. Và Depop thì cạnh tranh với Poshmark cũng như các dịch vụ bán lại khác như là ThredUp, tức là quần áo cũ mua đi bán lại, nhưng đây là những cái thứ hàng thường thường là có phẩm chất cao và người dùng nghĩ rằng không bao giờ mặc nữa. Thì ngày xưa là đem bán Garasell, bây giờ bán lại vừa có giá vừa thoải mái, chẳng mà đâu. Người ta an toàn hơn, phải không ạ? An toàn hơn nhiều. Tại vì những cái món đồ này tôi biết là có nhiều người họ chỉ mặc một lần, hai lần là xong, là cứ để trong tủ. Đây là một cái ứng dụng rất là tiện ích cho những người có hàng muốn bán và những người đi cần tìm mua những món đồ hiệu đẹp, mà lại giá lại rất là hời. Tuyệt vời. Hôm nọ tôi có nghe một cái công ty bán lẻ nào của Hoa Kỳ cũng dự định làm cái việc này, mở cái trang web để người ta có thể bán lại những cái đồ cũ của họ. Một cái công ty bán lẻ Hoa Kỳ tôi quên mất tên rồi. Nhưng mà công ty này là mới có lên, tức là IPO mới. Nhưng mà cái này nó bán sỉ. Bán lẻ chứ phải bán sỉ. Tức là cũng là, thí dụ như Thảo muốn bán quần áo cũ trong tủ quần áo cho những người phụ nữ khác, thì mình sẽ đưa lên, giống như một hệ thống eBay, Amazon như SC đó. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan, chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ, the best of life. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc, với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Để chăm sóc sức khỏe cho làn da, mái tóc, níu răng, ánh mắt, đôi môi, tim mạch, gan phổi, nội tạng khỏe mạnh lâu dài, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều cần đến dược thảo Super Collagen từ Lotus Made in Japan, đã đạt đến đỉnh cao về chất lượng như collagen phân tử nhỏ từ cá, mang lại cholesterol tốt, giảm thiểu mỡ trong máu, những triệu chứng tiểu đường, huyết áp được cân bằng. Lotus Super Collagen có lượng milligram collagen cao nhất, vừa đủ cho người dùng mỗi ngày từ 13 đến 15 ngàn milligram. Và cuối cùng, công thức chế biến tuyệt vời nhất với kỹ thuật nano thẩm thấu 97%. Công ty Lotus Johnny Dũng hân hạnh gửi đến quý vị collagen có yến thượng hạng, collagen nấm linh chi đỏ và collagen nano SOP trứng cá hồi thơm ngát hảo hạng, giúp chúng ta giữ mãi tuổi thanh xuân. Với Lotus, hãy cùng nhau chinh phục cả bầu trời. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Người đẹp ơi rảnh chưa, giờ mua sắm với tôi được không? Không đi chơi được đâu, đang nhức đầu giấy tờ bảo lãnh. Trời ơi, tự làm giấy tờ bảo lãnh luôn hả? Có được không đó? Không được á, thì làm sẽ được thôi. Ai mà nghĩ cũng giống như bạn á, khách người ta tự nhà ta làm nail hết rồi, mở tiệm nail làm gì? Chưa kể giấy tờ làm sai, bị trục trặc á, người thân phải đợi vài năm nữa thế mới được qua đó. Tụi em, mình làm nghề gì đó cũng phải tôn trọng nghề nghiệp của nhau. Nè, thí dụ như tụi em làm nail, đến tiệm nail còn mà điền giấy tờ bảo lãnh, qua văn phòng thẻ xanh. Vậy hả? Vậy để ngày mai em qua văn phòng thẻ xanh em làm. Còn bây giờ em đi chơi với tụi nó. Ê, trời, em kêu anh ra đây coi tiệm cho em làm giấy tờ sao giờ không điền nữa, đi đầu đi chơi làm sao? Anthony Phạm, giám đốc công ty thẻ xanh xin cảm ơn quý vị ở gần và ở xa đã giới thiệu rất nhiều người khách cho công ty thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em vân vân. Thưa quý vị, quảng cáo hay không bằng lời giới thiệu của quý vị. Xin cảm ơn quý vị. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217
quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.